Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Toái Ngọc Đầu Trâu do Đam Mỹ Tưởng Chuyện thực hiện, tập 45. Con người khi làm việc nhất định phải chú ý nặng nhẹ. Đối với người có nghề mà nói, việc học nghề là quan trọng nhất. Kỳ thần ngữ chính là như vậy. Sau khi khai giảng mỗi sáng sớm tinh mơ, cậu không đọc sách nữa mà dùng thời gian gió để ném đá, dùng chiều này để tăng lực tay và độ chính xác. Đình Hán Bạch không chịu nổi tiếng ồn này, tỉnh mộng trong tiếng leng keng, mở cửa ra nhìn. Trên hành lang buộc một đống mảnh vụn sứ, cứ như chuông hòa âm, nhìn chăm chú. Hóa ra đống mảnh vỡ đá vớt từ dưới biển lên của anh. Anh nói, sức lực lớn lắm rồi, không cần luyện nữa đâu. Kỳ thần ngữ xác nhận, thật hả? Đình Hán Bạch nói, bắt lấy anh cả một tuần không thấy khá hơn, làm anh đau thấu xương này. Hai bà cậu thì đã hết đứng đắn, kỳ thần ngữ không tiếp lời. Cậu sắp cùng Đinh Xuyên Thọ khắc ngọc cực phẩm, trong năm sứ huynh đệ, coi như không có Đinh Hán Bạch cũng còn có anh hai, anh ba, anh tư. Sư phụ tín nhiệm cậu, nhất định cậu phải hoàn thành nhiệm vụ thật viên mãn. Từ cái ngày đánh Đinh Hán Bạch, Đinh Duyên Thọ gọi hết cả năm anh em tới Ngọc Tiêu Ký, dọn dụng cụ và vật liệu xong, dặn dò kỳ thần ngữ vẽ. Những người khác ngồi thành một hàng vây xem, im lặng nhìn chằm chằm mỗi một nét bút. Đinh Duyên Thọ nói, thời gian thần ngữ học nghề với ta ngắn nhất, tuổi cũng nhỏ nhất, nhưng lần này ta chọn nó cùng ta khắc đơn hàng quan trọng này. Ông ngừng lại liếc mắt nhìn kỳ thần ngữ vẽ. Tránh cho mấy đứa có ai có lòng không phục, cho nên gọi mấy đứa tới xem, vẽ phác họa ra phôi, cho đến khâu đánh bóng cuối cùng, xem thần ngữ có làm nổi không. Kỳ thần ngữ áp lực tăng gấp bội, mím môi nhíu mày, tinh thần đều tập hợp trên ngòi bút. Trong đầu cậu trống rỗng không có gì, chỉ có thiết kế độc chiếm ngao đầu, rồi lại có chuyển sang nét bút, từ từ lấp kín các tờ giấy trắng. Bốn người xem không chớp mắt, Khương Đình Ân không chịu được, nhỏ giọng hỏi. Anh Đại, tại sao không bảo anh khác? Đinh Hán Bạch cố ý nói, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, làm gì còn chỗ cho tao dung thân đâu. Anh liếc mắt Đinh Xuyên Thọ, ông vừa thưởng thức kỳ thần ngữ vừa kích thích anh. Trần gia pháp đó chỉ là tổn thương thể xác, đây là muốn cả tâm anh cũng phải cảnh giác. Nói cho anh biết Ngọc Tiêu Ký không có anh cũng được, đừng có trắng trợn không kiêng dè như vậy nữa. Vẽ xong, phác họa xong, buổi trưa cứ thế trôi qua. Kỳ thần ngữ gác bút nhìn bốn người kia, ngượng ngùng cười. Mọi người không nói lời nào, không soi ra được một điểm nào không tốt, nhưng cũng không khen, giống như khen cũng có vẻ dối trá. Đình Hám Bạch đối diện với ánh mắt của Đinh Duyên Thọ, khiêu khích nói, đến phòng riêng Truy Phượng Lâu, con mời khách. Mọi người lục đục rời đi, anh tiến lên nắm tay kỳ thần ngữ, nắm ngón tay hoạt động gân khớp, lại thổi một hơi khí nóng. Đầu ngón tay và đầu quả tim của kỳ thần ngữ cũng ngứa ngáy lên hỏi, sư phụ như vậy, anh có ghen tị không? Đinh Hán Bạch nói, tốt cho Ngọc Tiêu Ký, em có thể hài lòng, anh có thể lười nhác, còn ước ao gì nữa. Tùy Đinh Xuyên Thọ quang minh nửa cuộc đời, vẫn cứ bị mấy đứa nhóc chẳng ra gì ép phải ra chiều thế này. Ông nghĩ như vậy, đầu tiên là lộ liễu trắng trợn yêu thương con trai nuôi, dùng kế này kích thích con ruột ham hở làm việc. Tùy kế sách của ông rất hay, nhưng lại không biết hai người kia sớm đã dính lấy nhau. Dùng độc chiếm nghèo đầu công khai dạy học, ngày ngày bị bốn trẻ đồng xanh tỏ xác vây khen. Kỳ thần ngữ vừa bắt đầu đã thấy áp lực, đến lúc sau lại ấn ngực ngẩng đầu khoe ra hết tuyệt kỹ độc môn. Ngày cuối cùng ánh sáng chiếu lên pho tượng cực kỳ lóa mắt, khối ngọc kia vừa sờ một cái đã mềm hết tim gan phèo phổi, đặt ngay tiền sảnh. Không lâu sau người chen chúc tới nhìn, vô cùng náo nhiệt. Kỳ thần ngữ ở gian sau thu dọn gom lại những mảnh ngọc vụn, vật liệu tốt như vậy ném một mảnh vụn thôi cũng làm người ta đau lòng. Cậu bỗng nhiên loé sáng đầu óc, gom xong thì cầm đi, không vứt. Sau khi về nhà, chạy thẳng tới phòng sách, tìm kiếm một quyển sách cũ mang từ Dương Châu tới. Giày làm trang sức, đồ vật ở Ngọc Tiêu Ký đa dạng, cỡ lớn cỡ trung rất khí thế, kém nhất cũng là ngọc bội con dấu, mỗi cái đều có trọng lượng,
nhưng rất ít chuỗi ngọc, vòng tay, dây chuyền, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khách hàng đặt lễ vật đính hôn cũng phải xếp sau những món đồ cỡ lớn. Kỳ thần cứ nảy sinh ý nghĩ, lập tức chứng thực bằng hành động. Vào khu nam bận biểu tới nửa đêm, những mảnh ngọc vỡ tạo ra được 3 viên hoa văn mây và hoa huệ, 7-8 viên nhỏ vo tròn, còn có những viên nhỏ hơn chuẩn bị làm nhẫn. Cậu gặp phải khó khăn, giết một hạt châu chạy vào phòng sách, làm Đinh Hán Bạch đang lau bình hoa sợ hết hồn. Đinh Hán Bạch bố trí vài món phế phẩm, ý cười dịu dàng. Qua đây nhìn một cái. Kỳ thần ngữ không để ý tới, tới gần thì mở tay ra. Đẹp không anh? Đinh Hán Bạch cực kỳ tưởng bở. Tặng anh hả? Kỳ thần ngữ cười. Thỉnh giáo anh, hạt châu ít, vòng vàng hay là vòng ngọc đều phải nhẫn nại làm như thế nào? Một đống câu hỏi nhỏ. Cậu bị nắm chặt cổ tay, nhẹ nhàng kéo một cái, sau đó đầu gối cong đi, cậu ngồi xuống. Đinh Hán Bạch ra tay liền một mạch, trong nháy mắt Kỳ thần ngữ đã ngã ngồi trên đùi anh. Anh ôm cực chặt nói, làm đồ trang sức không đơn giản như vậy. Em muốn làm một sợi dây chuyền phải suy nghĩ tới những kiểu dáng trước đó, sau đó còn lựa chọn cái tốt nhất. Kỳ thần ngữ rất có nhãn lực, chù môi thơm sư ca một cái rồi nói, anh giúp em nhé. Đinh Hán Bạch hết cách chống đỡ, mỹ nhân kế thì cũng đã tới rồi, dù là làm mũ phượng vương niệm thì cũng phải giúp. Đồng ý xử lý chuyện tròn vàng hay bạc, lại ông cậu nói rất nhiều, cuối cùng mới hỏi, hiểu hết chưa? Hiểu rồi thì nhìn thử mấy đồ này của anh đi. Trên bàn 7-5-6 món, mấy cái khác không nói, tận cùng bên trong đặt một cái bình đen xỉ. Kỳ thần ngữ bị ôm chặt eo, vươn tay hết cỡ, cào ra lớp bùn bẩn, dưới ánh đèn nhìn màu sắc nguyên bản của món đồ này. Men lá trà, cậu hơi giật mình, là thật sao? Đinh Hán Bạch nói, thật, mời em tới sửa. Kỳ thần ngữ quản đau, men lá trà vừa quý vừa đắt, hủy thành cái dạng này làm cậu thật đau lòng. Em cần sắt, màu này cần phải có sắt để làm chất nền. Cậu bỏ đồ xuống, liền lấy giấy bút phủi trong lồng ngực Đinh Hán Bạch, vừa viết vừa nói, đế của cái này vốn là hình răng cưa, chữ khắc kiểu chìm, bên trong là sao xanh lục, phải sửa lại cách chế nước men. Đinh Hán Bạch lặng lặng nghe, có cái hiểu có cái không, nghe lời nói nhỏ nhẹ rót vào lỗ tai. Anh thấp giọng nói, quả là bảo bối. Kỳ thần ngữ nói thầm, đúng rồi đó, với kích cỡ này nếu như hoàn hảo không chút tổn hại, nhất định phải là 40 vạn. Đinh Hán Bạch lắc đầu, anh nói em đó. Dây chuyền bằng vụn ngọc quả thật phí không ít thời gian. Trong thời gian này Kỳ thần ngữ mỗi khi tan học đều không nghỉ ngơi. Qua một kỳ nghỉ đông, bạn học khác thăm người thân về nhà, đi này đi kia, vừa hỏi tới cậu điêu khắc phục chế đồ cổ, còn làm đồ trang sức cực kỳ không hợp với quần chúng. Nhưng cậu cũng có hư vinh, đi thảo nguyên cưỡi ngựa, điểm tô thêm chút khỏe đẹp với các bạn. Bạn cùng bạn nhỏ giọng nói, ai đó ở quê nhà đính hôn, hết kỳ thi mùa xuân sẽ trở về bày rượu kết hôn rồi. Cậu sững sờ, chợt nghĩ tới chính mình, mặt cũng đỏ theo. Cậu không có cách nào kết hôn, nhưng chuyện ân ái giữa tình nhân với nhau, cậu đều làm hết trơn rồi. Người yêu kia thì cũng rất đáng tin, đem bộ đồ trang sức ngọc của cậu tới cửa hàng số 3, hạt châu hoa văn mây cùng dây bạch kim, phối với hai chiếc nhẫn bạch kim nạm ngọc. Bộ trang sức này đáng chú ý nhất cửa hàng, chưa đóng cửa đã bán ra ngoài. Đinh Hán Bạch hối hận quá, anh trốn Đình Xuyên Thọ mới đến cửa hàng số 3, sớm biết thành công như vậy, đáng lẽ cần tới cửa hàng số 1 khoe khoang một chút. Kỳ thần ngữ buổi tối biết được, vui vẻ gọi điện thoại cho Khương Đình Ân, dù đối phương cùng cậu làm đồ trang sức. Nhưng tiệm chúng ta rất ít làm, có hợp không? Khương Đình Ân do dự, Kỳ thần ngữ nói, chỉ cần được hoan nghênh, tuy thiết kế đồ trang sức khá phiền phức, nhưng bắt tay vào làm thì đơn giản hơn làm tưởng nhiều. Cậu cầm ống nghe tốn một đống nước miếng, cuối cùng cũng coi như rủ rỗ được Khương Đình Ân, sau đó liền đi tìm Đinh Xuyên Thọ. Đinh Xuyên Thọ và Khương Xấu Liếu ở trong viện tắm rửa sạch sẽ cho mèo hoang. Hai người đang ở trên giường chơi với mèo, Kỳ thần ngữ vào cửa xứng sở, lập tức muốn lui ra.
Cậu hiếm khi thấy cảnh phu thê ân ái hàng ngày, trân quý thời khắc này thay sư phụ sư mẫu. Khương xấu liếu gọi cậu, cậu bèn tiến vào, cười ngây ngốc. Sư mẫu, con đi tìm sư phụ nói chuyện. Cậu ngồi vào cuối giường, một nhà ba người thêm một con mèo, tiếng bước chân truyền vào, Đinh Hán Bạch đến tạo thành một nhà bốn người. Hai tiểu bối đều vì chính sự mà tới, sửa theo quy tắc trước sau. Kỳ Thần Ngư trước tiên nói, sư phụ, con muốn sử dụng vật liệu vụn đá khắc để làm đồ trang sức, tránh lãng phí còn có thể kiếm tiền. Với lại đồ nhỏ nhất của Ngọc Tiêu Ký là con dấu ngọc bội này nọ, đồ trang sức cũng có giá trị nhưng lại khá trống vắng trên thị trường. Đình Xuyên Thọ hiếm lạ nói, con còn hiểu kinh doanh. Kỳ Thần Ngư đáp như thật, sư ca phân tích con nghe. Cậu khắc chế ánh mắt, chỉ dám dùng khóe mắt nhìn lén vị kia. Cửa hàng trên kinh doanh đồ trang sức đá quý không nhiều, trung tâm thương mại cũng chỉ có một vài quầy. Còn nghĩ trước tiên làm thử một ít để xem phản ứng của thị trường, không lý tưởng thì thôi, không chậm chế thời gian nữa. Đình Duyên Thọ hỏi, nếu như lý tưởng thì sao, con có tính toán gì? Kỷ Thần Ngữ nói, nếu như lý tưởng con hy vọng có thể mở một tủ bán đồ trang sức. Việc làm ăn ở cửa hàng số 3 vẫn luôn không tốt, so với những món đồ đang chiếm diện tích thì thu lợi không đủ, không bằng nhường chỗ lại cho những đồ vật có thể kiếm tiền, mở một tủ triển lãm, cùng không đủ cầu thì chiếm hết cả tiền sảnh, thậm chí để cả tiệm trên kinh doanh đồ trang sức. Tay nghề của Ngọc Tiêu Ký là tốt nhất, đồ trang sức đá quý dần dần cũng sẽ là hàng thượng đẳng của Ngọc Tiêu Ký. Kỷ Thần Ngữ thiết tưởng, hoặc là chờ sau khi có tiếng tăm thì mở, chúng ta có thể hợp tác với những quầy hàng trong trung tâm thương mại nhận đơn hàng. Cậu nói xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, sư phụ sư mẫu đối diện nhìn cậu, sư ca ôm mèo khẽ cười, cậu vô cùng lúng túng. Còn suy nghĩ hơi xa, có hơi kỳ lạ. Đình Xuyên Thọ hỏi, Hán Bạch, con có ý kiến gì? Đình Hán Bạch nói, cửa hàng số 3 sống dở chết dở, so với việc chờ đợi như vậy không bằng thử nghiệm một lần. Anh vẫn tiêu xái như vậy, hiệu quả tốt thì công lao lấy danh nghĩa em ấy, hiệu quả không tốt, tiền đền bù ghi vào sổ con. Cậu đã chờ nửa ngày rồi, lúc này đưa ra một xấp giấy vé, đơn hàng lúc trước phải bắt đầu làm, một tờ vẽ ra 4-5 kiểu, ra đồ nhiều nhất, nhanh nhất, hạ dao tinh xảo nhất, mạnh mẽ nhất. Cơn giận của Đinh Duyên Thọ mấy ngày nay hoàn toàn tiêu tan, bây giờ nhìn vô cùng bình tĩnh thoải mái. Hai đứa con trai có tiền đồ đã báo cáo xong, cùng nhau đứng dậy rời khỏi. Khương Sấu Liếu gọi, này, sao lại bế mèo đi? Đinh Khán Bạch nói, cho con mượn chơi một đêm thôi, đừng có nhỏ mọn như vậy mà. Con mèo hoang kia từ lúc đi qua tiểu viện, nếm trải ăn ngon uống mát, cào rách áo gối tơ tằm cũng không bị đòn, liền quyết tâm định cư ở đây, không bao giờ đi nữa, phòng chừng tới lễ Tết mới về thăm tiền viện. Nửa tháng sau, cửa hàng số 3 chính thức bày tủ đồ trang sức, đá quý muôn hình muôn vẻ bên trong đều từ tay Kỷ Thần Ngữ và Khương Đình Ân. Hai người cứ như bám đuôi, suốt ngày đi theo người ta lượm vụn ngọc, hận không thể mò xuống dưới máy khoan. Không có ngày nào rảnh rỗi, hết bẩn cái này tới bẩn cái kia, cuối cùng ngâm mình trong lò gốm. Kỷ Thần Ngữ điều chế nước men, phục chế lại những đồ sứ đã vỡ, ngày càng một tốt hơn nhiều. Đinh Hán Bạch và Đông Phái Phàm nhìn chăm chú hai sư huynh đệ độc môn tuyệt kỹ, không nhìn ra kỹ thuật, chỉ nhìn người cũng thấy thỏa mãn. Sau giờ ngọ, vẫn là chỗ cũ, Đinh Hán Bạch dạy Kỷ Thần Ngữ lái xe, lần này không tông vào cây nữa, chỉ suýt lao xuống sông thôi. Hai người cùng ngồi ghế sau, cách kính chắn gió nhìn ngắm mặt trời lặn. Khi về nội thành thì đã hơn 8 giờ. Phòng khách tắt đèn, rồi lại bật sáng choang, mọi người cùng tề tựu. Nước trà nhạt nhẽo đã rót tới lần thứ tư, hiển nhiên đang chờ bọn họ. Không biết tốt hay xấu, khó tránh khỏi lo sợ. Kỷ Thần Ngữ tóm chặt tay áo Đinh Hán Bạch, nhỏ giọng hỏi, sư ca, có phải là chuyện anh điều phối đồ cổ bị sư phụ biết rồi không? Đinh Hán Bạch nói, gần đây ngày nào anh cũng ở tiệm mà, chỉ có hôm nay mới tới lò gốm thôi. Kỷ Thần Ngữ phòng ngừa chu đáo, anh giả bộ đau bụng đi, chuẩn trước tính sau, lỡ sư phụ lại đánh anh thì sao? Gần cốt của đối phương có thể chịu được,
Cứ tâm hồn yếu đuối của cậu chịu không nổi đâu. Hai người xì xào bàn tán, Đình Duyên Thọ phải thúc giục bọn họ vào nhà. Vừa đi vào, ghế sofa đã kín chỗ, ghế tựa cũng kín, rầm rộ như vậy quá đáng sợ. Kỳ Thần Ngữ phát hiện Khương Đình Ân nháy mắt với mình, vui vẻ sung sướng không giống như có chuyện xấu. Đình Duyên Thọ nói, sổ sách của cửa hàng số 3 đã đưa tới. Đình Hán Bạch tỉnh ngộ, có liên quan tới đồ trang sức. Anh nhanh chân đi qua lấy sổ sách lật xem. Tăng doanh thu, lợi nhuận cao, sảng khoái nói. Lời rồi, rầm rồi như vậy, hù dọa ai đó, nhóc con cũng không dám tranh công đây này. Kỳ Thần Ngữ đi tới cạnh ghế salon, bị Khương Đình Ân ôm lấy cua cua. Đình Duyên Thọ nói, Thần Ngữ, các con làm đồ trang sức rất tốt, nếu muốn mở rộng bao nhiêu, con tự chủ trương mà làm. Dừng lại một chút, người chủ gia đình uống hết tách trà nhạt nhẽo, sau đó hời hợt bỏ lại một quả bom. Từ hôm nay trở đi, Thần Ngữ làm thợ chính của cửa hàng số 3 Ngọc Tiêu Ký. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong cửa hàng, nó có thể tự mình làm chủ. Ngoài trừ ta, người khác không có quyền can thiệp. Thoáng chốc tĩnh mịch, Đình Hậu Khang thậm chí còn sững sờ không phản ứng lại. Đình Hán Bạch cũng kinh hãi. Thợ chính, chuyện này có nghĩa là Kỳ Thần Ngữ lập tức tách biệt khỏi các sư huynh đệ khác, có quyền lực chính thức bắt đầu ăn hoa hồng. Kỳ Thần Ngữ cứng người không để ý tới người khác, chỉ nhìn chằm chằm Đinh Duyên Thọ. Cậu mong đợi sao? Từ thời khắc chạm tới chiếc chìa khóa đồng đã mong đợi rồi. Cậu vui vẻ sao? Hận không thể phóng ra đường đốt phảng má hô to nói cho Kỳ Phương Hứa biết. Nhưng cậu cũng hoảng loạn, cũng sợ sệt. Cậu được quá nhiều, cậu tự cảm thấy không chịu đựng nổi. Mấy ánh mắt cùng hướng tới mình, cậu vừa chấn động vừa sốt ruột. Kỳ Thần Ngữ cân nhắc thật lâu, rốt cuộc cũng phản ứng. Sư phụ, con sẽ nghiêm túc kinh doanh cửa hàng số 3, tất cả đều lấy lợi ích của cửa hàng làm đầu. Chuyện này có nghĩa là cậu đồng ý, cậu muốn làm thợ chính, cậu muốn làm, cậu không vì tuổi tác, vì tư lịch mà từ chối nửa câu. Cậu có tự tin, đồng thời cũng lời giả dối. Kỳ Thần Ngữ ngồi xổm xuống, dìu đầu đối với Đinh Duyên Thọ. Nhưng con không ăn cổ phần, không chia hoa hồng, chỉ lĩnh một phần tiền lương. Đinh Duyên Thọ nói, con tuy đang còn nhỏ, không tiêu nhiều tiền thì có thể tích góp. Kỳ Thần Ngữ lắc đầu một cái, sau này cũng không cần, cả đời này con cũng sẽ không ăn cổ phần, con chỉ muốn một phần tiền lương. Câu này quả thật là một quả bom thứ hai, là mọi người đều kinh ngạc. Cậu nói, nhà mình thu lưu con, nuôi con dưỡng con lớn lên, chuyện gì đi nữa cũng là con nên làm. Ánh mắt đồ đệ khẩn thiết, tỏ thái độ như vậy cũng làm yên lòng những sư huynh đệ khác. Đình Duyên Thọ hiểu rõ, tạm thời đồng ý, sau này tính sau, ông cũng sẽ không bạc đãi con mình. Đêm khuya tan họp, Kỳ Thần Ngữ cả người nhẹ nhõm. Nếu không phải là bị Đinh Hán Bạch lôi kéo, cậu có thể nhảy nhót nát cả vườn hoa. Nằm trên giường nhắm mắt, cậu ngóng trông Kỳ Phương Hứa mà đi vào giấc mộng. Câu đầu tiên cậu muốn nói là, lão Kỳ, nhìn người ba tốt của con bây giờ nè. Kỳ Thần Ngữ cũng cười hề hề rồi lăn lộn, chui vào trong gối. Mèo hoang trên bìa cửa sổ làm cậu cười lộ ra cả răng nanh. Mắng cậu không có tố chất, mắng cậu quấy nhiêu giấc ngủ của nó. Sáng sớm mặt trời vừa mọc, Đình Hán Bạch khiếm ghi dậy sớm, mang bà ta chạy ra ao cho cá ăn. Vừa vùng đồ ăn cho cá xong, anh thấy Đình Duyên Thọ thức dậy chào hỏi. Mấy con cá này sao xấu quá vậy? Đình Duyên Thọ nói, chúng nó rẻ, đỡ phải bị mày tấm đồ ăn đến chết. Đình Hán Bạch cùng ba anh em ra ngoài tập thể dục buổi sáng, dọc theo con phố, đá cục đá, hai lá cây như bị tăng động. Ba, anh nói, cừng càng già càng cay. Ba cay thật đó. Đình Duyên Thọ chừng anh, chừng xong đắc ý hừ hai tiếng. Ba cho Thần Ngữ khắc cùng với ba, con cứ nghĩ là ba muốn kích thích con, làm con có cảm giác nguy hiểm. Đình Hán Bạch nói, nhưng ba chấp nhận cho em ấy làm thợ chính. Con chợt hiểu, ba không phải đang kích động, rồi ba vốn muốn cướp người với con. Đinh Duyên Thọ nói, Thần Ngữ có tay nghề điêu khắc giỏi, cũng có ý nghĩ kinh doanh, ba không thể uổng phí tài năng của nó. Huống hồ ba không trông cậy nổi vào con, chẳng lẽ không được đặt hy vọng vào con trai út sao?
Lời này làm người ta mắc nghẹn, nhưng Đinh Hán Bạch giống như đang chờ câu này. Anh đứng nghiêm nói, con không phải là người khiến cho người ta bớt lo. Tương lai, có lẽ phạm phải sai lầm gì lớn. Bà, mong bà hãy nhớ, kỷ thần ngữ em ấy đối với bà rất chân thành, đối với Ngọc Tiêu Ký cũng rất sủng tâm. Cho dù sau này có như thế nào, thì cứ hướng vào con, đừng tính toán về em ấy. Anh chưa bao giờ có thái độ này, trong ánh mắt đều là khẩn cầu khẩn thiết. Đinh Xuyên Thọ cổ quái nhìn anh, con phạm sai lầm lớn thì liên quan gì đến thần ngữ, mắc gì ba phải tính toán nó với con. Đinh Hán Bạch đương nhiên chưa nói. Anh chạy xa, khi còn bé anh luôn đuổi theo Đinh Xuyên Thọ, nhưng bây giờ Đinh Xuyên Thọ lại không đuổi kịp anh nữa rồi. Anh đột nhiên cảm thấy đau lòng, như thế thì có bao nhiêu chuyện toàn vẹn đôi bên như vậy, rất nhiều chuyện nhất định phải phụ lòng một bên, chỉ xem có đáng giá hay không. Tập thể dục buổi sáng xong thì về nhà, anh đẩy cửa gọi Kỷ Thần Ngữ dậy, đi tới bên giường đối diện với Thần Ngữ đang mở mắt. Em mơ thấy ba em, Kỷ Thần Ngữ nói khẽ. Đinh Hán Bạch ngồi xuống bên giường, lường trước đối phương nhất định sẽ nói hết trong mơ rồi. Khắc ngọc cực phẩm, tay nghề ngụy tạo, không bỏ phí làm thợ chính. Đối phương chờ mình ngồi dậy ôm lấy anh, thân thể kia rất mỏng. Kỷ Thần Ngữ lại lẩm bẩm, em nói cho ông ấy biết em yêu Đinh Hán Bạch. Nói cả tên họ cho Kỷ Phương Hứa, còn nói rất rành mạch cả mũi mắt mày. Cậu rời khỏi Dương Châu, cậu sống rất tốt, nghìn chuyện tốt cậu gặp phải cậu cũng không đề cập tới, chỉ chỉnh trọng báo cáo đúng việc này, cậu yêu Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch nổ vang đầu, tất cả đều đáng giá. Thank you.